Con xin kính dâng lên Thầy và tất cả cô chú quý Phật tử ở đây một ca khúc do con viết lời. Ca khúc được mang tên Ơn Thầy Cứu Khổ Đời Con. Dạ, con xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Và lời bài hát này con cũng xin được thay mặt cho tất cả cô chú ở đây, tất cả cô chú anh chị đây, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy. Thầy đã cho chúng con có một pháp môn tu rất là đặc biệt ạ. Những gì tất cả những ngày qua ta phải đi xa, vậy mà giờ đây tranh giành chỉ những thứ không bền, lời danh mây chốc cũng tan thành như mây khói, rồi sắc đẹp cũng vậy thôi, có những gì bền mãi đâu. Ngày xưa chưa biết chi đau màu, thế nên trong lòng đau khổ luôn triền miên, không phúc nào được yên, vì tham sân si luôn ngự trị quanh quẩn tâm mình, rồi thấy mang đến những lời đạo giảng cao quý, soi sáng đời con từ đây cho con được cuộc sống an lành. Có duyên gặp Thầy, Thầy là cha chỉ bước soi lối dẫn dìu chúng con, năm tháng trôi qua Thầy đã thay đổi đời con, kiếp nay gặp Thầy thế nên lòng con hạnh phúc, quyết nghe theo Thầy chỉ dạy những điều thật hay, cảm ơn sư Thầy đã ban nhiều điều lợi ích, mãi ghi trong lòng ơn Thầy cứu khổ đời con, mãi ghi trong lòng ơn Thầy cứu khổ đời con. Này bạn ơi, trên đời mấy ai thật mấy lâu, ai thật thôi hãy vì tha thương người với cả tâm lòng con khẳng định, đời phù du nào ai biết trước những gì xảy ra, thôi sống yêu thương từ bi đến khi biệt ly, hãy gieo duyên lành trái ngọt ngày sau hương phước, đến đây một mình ra đi cũng một mình ta, có duyên kiếp này chúng ta được gặp nhau đó, kiếp sau bao giờ chúng mình mới gặp lại nhau, cảm ơn Phật trời đã cho đời con tươi sáng, để mai sau này con sẽ mỉm cười.
chừng hạnh phúc luôn. Ở trong giờ con dữ lắm luôn. Thôi con đi vô con không nói nữa. Dạ. Thôi bây giờ cái bài vừa rồi đó là con cũng có phát hành MV cũng mấy năm rồi và cũng có phát hành karaoke cho mấy cô hát luôn. Hình như là chưa có tông nam. Để con về làm tông nam cho mấy chú hát luôn. Bài vừa rồi với điệu lý rất là quen thuộc phải không ạ? Dạ, ai cũng biết hát hết. Ca khúc vừa rồi là ca khúc Ơn Thầy Cứu Khổ Đời Con. Mấy cô chú và các anh chị nhớ nha. Dạ, dạ, và thôi sẵn đây cho con thêm một cái nữa là con có một cái trang YouTube á, Kim Linh Official á. Con rất mong là hôm nay là con về con sẽ được tăng xuất ra giống như anh Kim Tiểu Long ạ. Dạ, dạ, con xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, thôi con được xin được chào thầy. Dạ, Kim Linh muốn hát nữa lắm nhưng mà chương trình cho hát một bài thôi bởi vì còn rất là nhiều anh chị em ca sĩ. Dạ, Kim Linh rất mong là sắp tới Kim Linh sẽ được về đây được hát phục vụ văn nghệ nữa ạ. Dạ, Kim Linh cảm ơn rất là nhiều và Kim Linh sẽ được gửi lời chào tạm biệt ạ. Dạ, con xin chào thầy ạ. À, quên này là thầy buồn. Dạ, bây giờ con mời quý Phật tử cùng niệm Phật theo con. Thôi cho con nói nhiều quá, con niệm 7 câu luôn nha. Dạ, con thích số 7. Dạ. Dạ, 1, 2, 3 nha. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Dạ, Di Đà Phật con xin chào ạ. Con cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. À, cái bà Kim Linh này cho bà cũng tiếu dữ lắm. Ông mà vui vậy ha. Bộc bạch đơn giản, gần gũi, giống như quê miền Tây đơn giản thôi ha. Vậy vui á.